Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có gặp một cái loa vào tút này. Đấy, bây giờ đang bị chết nguồn nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra xem tình hình là nó như thế nào. Con này mình nhận được là của thợ nha các bạn nhé. Đây nha các bạn nhé, sau khi mở ra này thì thấy mấy con tụ được câu lại này, này bạn thấy không? Câu những con tụ to hơn này. Đây các bạn thấy không ạ? Đấy, người ta câu hết tụ này. Đây, đây là nguồn sung của nó này. Nguồn sung con này mình thấy là nó bị cháy này. Bạn thấy không? Phải bị cháy không nhỉ? Hay lớp keo nó bị. Đây xem nó bạn dưới. À. Con này người ta còn cắt hết mạch này các bạn thấy không ạ? Cắt hết mạch này. Cắt hết mạch. Đấy, người ta câu một cái nguồn ngoài vào. Đây đây là người ta câu này là câu biến áp này các bạn thấy không ạ? Câu biến áp. Đấy, câu biến áp và đồng thời cái biến áp của mình ý, thì thường thường là độ bền nó không cao ấy. Chạy một thời gian bắt đầu các bạn nhìn này nó bị sun này. Đấy các bạn thấy không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo biến áp ra, mình sửa lại zin bản cái bo nguồn này nha các bạn nhé. Đây các bạn nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết ra này. Tháo hết ra. À, mình sửa lại nhé. Bên trong này là một cái biến áp này. Các bạn thấy không ạ? Nó cháy đen hết này. À, biến áp, bởi vì biến áp này thì nó thường thường nó sẽ hoạt động hết công suất. Đấy. Đấy, khi mà điện áp dâng lên cái là nó đi ngay. Các bạn thấy không? Rồi. Thế thì đây là khối nguồn nhé. Khối nguồn con này trước tiên là mình phải kiểm tra xem là những con sò này xem có chết hay không này. Sò chết không. Và mình sẽ cải tiến lại cái phần mà bác ấy đã tiến hành các bạn, bác ấy sửa nhé. Thì hai con tụ lọc này này, chắc là lý do ấy là nó không đủ dòng nên bác phải thay thêm bằng hai con tụ to hơn này các bạn ạ. Bởi vì nguồn này là nguồn tuyến tính mà, nên là các bạn cần những con tụ lọc to. Nguồn sung ấy thì chúng ta không cần tụ lọc to nhé. Bởi vì là nguồn sung là nó với tần số rất là cao. Nên là chúng ta không cần phải những con tụ lọc to như thế này. Này, biến áp này còn mình vẫn còn, đâm ra mình sẽ sửa zin bản nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đo qua một cái xem là có con gì nó chết không. Cái này sửa zin bản tương đối đơn giản các bạn. Đây, sò này. Con này thì sò mình thấy không chết các bạn. To trong mạch là không thấy chết. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa zin bản lại con này nha các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ đánh mạch sạch đi. Con này thợ trước là thay sai khá nhiều các bạn nhé. Thay sai khá nhiều luôn đấy. Đấy các bạn thấy không ạ? Này cắt mạch này các bạn này. Cắt mạch này các bạn thấy không? Cắt hết này chỗ này. Đoạn trên này cắt này. Diode này, thay con bé tí vào. Đấy. Bây giờ mình sẽ sửa zin bản nhé. Bây giờ nhiệm vụ của mình đầu tiên ấy là mình sẽ nhấc cái con MOSFET ra. Đo xem có chết không nhé. Bởi vì MOSFET các bạn phải nhấc ra đo mới chuẩn được. Sợ là trong mạch nó chưa chết hẳn này. Đây là con MOSFET này. 4N65. Mình sẽ vặn đồng hồ thang nhân 10K đo G và S nhé.
nó chập này các bạn thấy không? Nó chập các bạn thấy không? Lên kim này, GS lên kim thế này là hỏng nhé. Rồi phải mất phép hỏng rồi. MOSFET con này mà hỏng ấy thì con IC này đi tới 90% hoặc là 99% là con IC dao động nhỏ nhỏ này sẽ chết này. Đấy, để sửa ấy, muốn biết là IC có chết không thì các bạn phải dùng máy hiện sóng để bạn đo sóng dạng ra nhé, dạng sóng đầu ra. Thì bây giờ mình sẽ bỏ luôn con IC đi và mình sẽ lại cải tạo lại các bạn nhé. IC là mình có nhé, mình có, tuy nhiên mình sẽ cải tạo lại một tí để mình sửa lại cho nó dễ nhanh nhé. Thế thì trước khi các bạn thay con IC này vào này, con MOSFET này vào, các bạn phải xác định cho mình này, từ cực D này, đúng không ạ, cực D sò này, nó sẽ lên đây có mấy con linh kiện này, trên cái mạch này gọi là mạch mạch dập xung. Các bạn phải kiểm tra mạch dập xung cho mình xem có chết không nhé, bởi vì mạch dập xung của con này chưa bị lỗi này. Đấy, dập xung lỗi thì nó gây ra hiện tượng đấy. Bây giờ mình sẽ đo cho bạn xem nhé. Thì đây đây đúng không, đây nó sẽ có một số linh kiện, mình sẽ dùng đồng hồ kim mình đo xem mạch dập xung của nó có bị hỏng hay không. Các bạn thấy không ạ, hiện nay là mình đo hai cái mấy linh kiện nhưng mà dập xung mình đang sai sai, mình sẽ hút hẳn ra nhé, hút hẳn ra. Đây các bạn, con linh kiện trên mạch dập xung này, các bạn thấy không? Đây, nó bị thối chân chưa? Đấy, vậy nguyên nhân chính của con này là do hỏng mạch dập xung nhé, nó gây ra chết con MOSFET này. Đấy, bạn thấy không? Rồi, con này là 104 630V, thì mình có thể thay bằng con 103. Đây này, con tụ nó nằm đây này các bạn này, nó bị thối chân này. Đấy, rất hay bị luôn. Bạn nào do lớp keo nó kẹn nó dính vào này. Nó thối chân chỗ này. Đấy, lớp keo đánh vào nó gây ra chết, lớp keo rất là dở hơi. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại cái mạch dập xung nhé các bạn nhé, mình đo lại mạch dập xung một lượt nữa này. Bạn đồng hồ thang nhân 10K này, hút thở ra nhé các bạn nhé. Hút thở đo các linh kiện khác như là diode này, xem có bị chập hay không này. Diode này đúng không? Chờ diode này. Đây các bạn nhìn này, con diode trên mạch dập xung này cũng chết này các bạn. Đấy, đây các bạn xem này. Thì đối với con 5 này thì con diode này thì nước này không, nhiều quan chất tròn này. Đây. Đây nha, mình sẽ đo bạn xem này. Bạn thấy không ạ? Chiên chết linh kiện trên mạch dập xung nhé. Đấy. Con này các bạn nó phải thay bằng con FR107 được nhé. FR107. Nếu mà các bạn không thay cái mạch dập xung này đi, các bạn lắp bao nhiêu sò vào chết bấy nhiêu. Đây là một cái ban tương đối đặc biệt trên cái loa này, con nào cũng bị. Đối với trường hợp mà con tụ mà bị hỏng này, các bạn muốn thay thì các bạn phải thay bằng con tụ 103 nhé, 2 kV. Tiếp theo con diode này thì bạn phải thay bằng con diode FR107 nhé. Thì mình sẽ lấy một con FR107. Nếu trường hợp mà chúng ta không có con FR107 đó thì các bạn nhìn trên cái khối nguồn xung này, các bạn lần cho mình cái mạch dập xung ngược trên cái nguồn xung này nhé. Các bạn lấy cho mình cái con linh kiện diode trên cái mạch dập xung ngược là được. Thì con này của mình nó nằm ở đây, chính là con diode này. Đây con này là FR208.
con này tốt hơn nhé các bạn nhé. Và chúng ta không phải đo lại bằng đồng hồ kim xem nó có bị giò hay không. Vậy chúng ta đã có xong cái mạch dập xung đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái mạch giò sai nhé các bạn nhé. Giò sai chính là từ con ốp tô quang này. Đấy, các bạn đo xem con này khi mà IC chết, sò chết, nó có làm chết cái mạch giò sai không. Cái này thì các bạn đo đồng hồ thang nhân 10K nhé. Đấy, và chúng ta đo hai chân của ốp tô, phải tách ra nhé. Mình đã tách IC rồi đo mới chuẩn được. Đấy, con ốp tô này vẫn sống này. Dạ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái nguồn mà mình cấy, thì mình cấy vào để xem mình nối lại hết các điểm này nhé. Đây, đây các bạn này, mình sẽ nối lại điểm này này, nối lại mấy cái điểm này người ta nối sai hết này, người ta cắt đi này. Dạ, mình nối lại hết và bắt đầu là mình tiến hành mình cấy nguồn đây. Đây các bạn nhé, mình tiến hành là mình hàn hết tất cả những cái tiếp điểm này vào. Những cái gì mà đã cắt đi mình hàn hết lại các bạn nhé. Đấy. Thế thì xong, bây giờ là mình tiến hành là mình cấy cái nguồn mà hôm trước mình hướng dẫn cấy các bạn nhé. Cái nguồn này thì nếu mà bạn nào mà mình có ba cách cải tiến, có những cách cải tiến rất là hay, thì bạn nào mà cần mình chuyển giao công nghệ sẽ chuyển giao cho các bạn nhé. Chuyển giao công nghệ. Thế thì trước khi mà các bạn cấy cái nguồn này này, thì các bạn phải đo cho mình 318V trên con tụ lọc này phải đủ nhé. Nếu mà không đủ thì các bạn chưa cắm vào vội. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào đo xem 318 có đủ hay không. Cắm điện vào nhé. Bạn đồng hồ thang 1000 này, đo điện áp trên tụ này. Chưa có bạn thấy không ạ? Đo điện áp vào đây không có chưa? À, như công tắc đằng sau chưa bật hay sao ấy. Không có bật rồi. Sao chưa có điện áp lên nhỉ? À, đây là điện áp AC đây này. Đây này các bạn thấy không? Bên này có này, điện áp bên này không có, chứng tỏ cầu chì đây bị đứt này các bạn này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải, trước khi thay cầu chì mình sẽ đo lại cầu nắn cùng một chút nhé, xem cầu nắn mình có con nào bị chết không. Đây các bạn này, cầu nắn của mình đang bị chập này. Đấy, chập bằng không này. Thế bây giờ mình lại phải rút cái cầu nắn ra, mình thay bằng bốn cái con diode dưới này, mình thay nó bằng một cái cầu nắn chặn khối cho nó dễ nhé. Đây, mình sẽ kiểm tra thay bằng một cầu nắn nhỏ nhé. Trước khi thay thì mình tiến hành mình đo lại cầu nắn một chút xem nó có chết hay không. Ok. Có nhiều bạn ấy thì sáng sớm gọi cho mình thì mình không nghe máy, bởi vì mình hay làm đêm lắm. Bây giờ nó giới gần 1 giờ đêm rồi các bạn hiểu ạ. Đấy, mình vẫn đang phải cày. Hai chân xoay chiều này thì các bạn hàn vào hai chân AC đi vào nhé. Hai chân AC đi vào. Tiếp theo nha các bạn nhé. Trước lúc lắp vào ấy thì cắm điện thì chúng ta đo hai chiều tụ lọc này. Phải một chiều lên và một chiều không lên này thì chúng ta mới được cắm điện nhé. Và cắm thì chúng ta sẽ cắm ổ chống chập. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện nhé. Rồi mình sẽ cắm ổ chống chập. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đo điện áp 308V. DC trên này xem có hay chưa. 308V đã có này. 318 cấp vào chân B cộng có rồi này. 318V đi ra chân C sò. Đã có nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả điện đi. Mình sẽ xả điện đi nhé.
xả điện đi xả bóng đèn nhé. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái nguồn mình cấy vào. Cái nguồn này thì trước mình có hướng dẫn các bạn cấy rồi, tuy nhiên thì nó để mà thương mại nó ra để làm ứng dụng được với nhiều loại thì nó cần một số mẹo nữa nhé. Nếu bạn nào mà cần mua các cái cách để mình cấy cái này lại thì các bạn liên hệ với mình, giá cả nó cũng phải chăng thôi. Đây, chân này là chân giò, chân hồi tiếp này, vị trí dao động này. Chân này là chân xê sò. Đấy, chân này là chân mát này, chân gò là D này. Bây giờ mình sẽ hàn thử vào thôi nhé. Và cái này hàn vào chân 4 của IC đúng không? Cổ photo quang. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện thử nhé. Cắm điện thử. Trước tiên thì chúng ta cũng vẫn cắm ổ chống chập nha các bạn nhé. Đấy. Và chúng ta đo nhanh cái nguồn da xem là có vấn đề gì hay không. Nguồn da thì đây là các cái nguồn da đúng không? Nguồn da thì đây là nguồn âm dương này. Mình sẽ đo cắm mà mình đo nhanh nhé. Đấy các bạn thấy không? Đây là nguồn âm này. Âm 15V. Các bạn thấy không ạ? Âm 15V này. Dương 15. Các bạn thấy không ạ? Nguồn da đã đủ nhé. Còn khi mà nó rít như này ấy, thì các bạn này. Các bạn áp sát cái dây màu xanh lá cây này. À, màu dây vào sai và dây màu đen là nó hết rít nhé. Các bạn thấy không? Rít thì là cho nhiễu thôi. Mình đo nhìn mặt trên xem là nó tín hiệu có hay chưa nhé. Và đương nhiên các bạn lắp này các bạn cũng phải là lắp cái tản nhiệt cho cái bo mình vừa cấy vào nhé. Nào mình cắm điện thử này. Các bạn thấy không ạ? Máy của mình đã lên này. Đấy. Chúc các bạn làm thành công nhé. Video mình đã kết thúc rồi. Âm lượng này cho to lên này. Chọn USB tín hiệu vào AUX. Đây là Bluetooth này. Rồi, chúc các bạn làm thành công nhé. Đấy, còn cái bo này mình sẽ thế này mình bắt lên mình nhôm nó nhé.